Ý niệm là gì? Ý niệm chính là nhất niệm Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tâm tưởng Cũng không phải thật Nó sinh ra từ trong một niệm bậc giác Một niệm giác nó sẽ không còn Khi không còn Thì giới của chư Phật Bồ Tát cũng không còn Cũng không phải thật nhưng nó tồn tại thời gian rất lâu thời gian tồn tại là ba a tan kỳ ký chúng ta thường nói là vô lượng thọ thế giới của họ diễn hàng bất biến vì sao bất biến vì người ở đó không có phân biệt không có chập trước nên thế giới mãi mãi tốt đẹp người ở thế giới chúng ta mỗi niệm đều có phân biệt chập trước nên khiến nó hư hoại Hiểu được đạo lý này Ngày nay những thảm họa trên địa cầu giải quyết dễ chăng Rớt dễ Ý niệm của con người có thể thay đổi thế giới Khoa học không thể Vì sao không thể Vì cốt yếu nghiên cứu của khoa học Là vật lý Họ không biết vật này từ đâu mà có xưa nay chưa có nhà khoa học nào nói vật chất và ý niệm biến hiện ra chưa có ai nói như vậy mắt lem là người đầu tiên ông ta đã phát hiện vật ly phát hiện được vấn đề nhưng không giải quyết được vấn đề ý niệm có thể giải quyết vấn đề à. Tiến sĩ Giang Bộn Thắng Người Nhật làm thí nghiệm nữa Chứng minh vấn đề này là thật Ông làm một thử nghiệm ở Hồ Tỳ Bà Hồ Tỳ Bà của Nhật lớn giống như biển vậy Ở nơi một eo biển Nước nơi eo biển này không lưu thông Hơn 20 năm nay rất dơ bẩn Vô cùng hôi hám Ông tập trung 350 người Và mời một vị hòa thượng hơn 90 tuổi Lãnh đạo mọi người câu nguyện bên hồ này Thời gian một tiếng Câu nguyện vô cùng đơn giản 350 người và vị hòa thượng này Trong một tiếng đồng hồ đó Hy vọng mọi người buông bỏ tất cả mọi ý niệm Chỉ một câu Nước hồ sạch sẽ Chỉ khởi ý niệm như vậy Ở sau thêm vào ba chữ tôi yêu bạn Khởi lên ý niệm với hồ nước Nước hồ rất sạch sẽ tôi yêu bạn Trong lòng nghĩ như vậy và miệng đọc một câu này 350 người đọc như vậy một tiếng Đến ngày thứ ba Hồ nước quá thật sạch sẽ Mùi hôi và dơ bẩn trước đây không còn Hồ nước rất trong Gió yên bể lặng Giống như một tấm kiếm vậy Cảnh tượng bên ngoài đều soi vào trong hồ Báo chí đến lấy tin tức Báo chí truyền hình đều đưa tin này đất đáng để mọi người kinh ngạc hồ nước duy trì được 6 tháng một lần cầu nguyện hiệu quả duy trì được 6 tháng tôi nói với tiến sĩ giang bổn thắng ông nên cầu nguyện hai tháng một lần hồ nước đó không phải sẽ trong sạch ngoài sao đây là ý niệm có thể thay đổi hoàn cảnh vật chất bên ngoài Hiểu được đạo lý này Thì ngày nay thiên tài trên địa cầu nhiều như vậy Chúng ta dùng ý niệm tốt Chẳng hạn như động đất Dùng ý niệm tập thể của chúng ta cầu nguyện Động đất không còn Động đất không còn Quả thật là không còn động đất Sống thần không còn Sống thần không còn Sống thần, còn. Sống thần thật sự không còn nữa Ý niệm tập thể có thể thay đổi tất cả Đạo lý này trong kinh Phật nói rất thấu trị Vì vật chất là ý niệm biến hiện ra Nên trong kinh Đức Phật thường hay nói Cảnh tùy tâm chuyển Tướng tùy tâm chuyển Tướng là đối với một người tướng mạo của mọi chúng ta trạng thái thân thể mạnh khỏe ai làm chủ ý niệm làm chủ chỉ cần ý niệm thành tịnh số mạnh khỏe sống lâu thuốc nào đồ bổ nào cũng không cần cơm canh đạm bạc là đủ Trước đây thầy Lý nói với tôi Thỏa mãn bình thường của con người là 200 tuổi Vậy tại sao con người lại không sống đến 200 tuổi Tự mình đất cha đạp bản thân Không biết bảo dưỡng Vậy thì người giống như một bộ máy Thỏa mãn bình thường Đáng lẽ có thể sử dụng 200 năm Do quý vị không biết Nên tự cha đạp mình cha đạp chính mình tôi viết một đoạn văn rất ngắn gọn đơn giản bây giờ tôi thêm vào một câu bài viết này lần trước quý vị đã xem qua tôi thêm vào một câu đặt ở đầu tiên sát đạo dâm vọng tưởng là tất cả ác nghiệp Quý vị tạo nghiệp sát đạo dâm vọng tưởng Vì sao tạo nghiệp này? Vì có tất cả nhân của bệnh là Tham sân si mạng nghi Và tất cả nguồn gốc của bệnh là Oán hận não nộ phiền Quý vị có những thứ này Tức là đang tự cha đạp bản thân Nếu không tạo sát đạo dâm vọng tự Sẽ không có những thứ này Trong tâm không có tham sân si mạng nghi trong biểu cảm Không có oán hận não nộ phiền Quý vị sẽ mạnh khỏe trường thọ Có những thứ này Tạng phủ không điều hòa Tức là chúng ta sinh bệnh Thiên địa biến dị Hiện nay địa cầu phát sinh biến hóa Đây là tất cả bệnh quả Tật khổ đoạn mạng Tự nhiên tai họa Đây là tất cả báo bệnh Nhân duyên quả báo làm sao cứu được nhân lệ nghĩa trí tính là lương vừa của tất cả mọi căn bệnh nếu thực hành được nhân lệ nghĩa trí tính nó chính là ngụ giới nhân là không sát sanh nghĩa là không trộm cắp lễ là không tài dâm trí là không uống rượu tính là không vọng ngữ tức là ngủ giới quý vị xem các bờ cổ đức nói về ngủ thường nhà phật nói về nằm giữ như vậy là được ép bản thân thực hành nó một cách nghiêm khắc quý vị sẽ mạnh khỏe trường thọ không những mạnh khỏe sống lâu mà còn có thể xoay chuyển tất cả bệnh tật chữa lành tất cả nơi cư trú cũng không có thiên tai Quá thật là tuyệt vời Các bậc tổ tông thông minh hơn chúng ta Tuyệt vời hơn chúng ta Không được khinh mạng Thế nên hiểu Phật Pháp Không có gì khác Phật Pháp nói gì? Chân tướng của nhân sinh vũ trụ Hiểu rõ ràng, minh bạch chân tướng cũng may khoa học hiện nay Đem những gì trong Phật Pháp nói Những chỗ then chốt Những chỗ khó hiểu nhất Dùng phương pháp khoa học chứng minh Đây là việc tố Rất đáng để chúng ta cổ vũ Chúng ta khẳng định trí tuệ của Đức Phật Trí tuệ của Bồ Tát Khẳng định đức hạnh của họ Khẳng định những trí tuệ đức hạnh này có thể hóa giải thiên tai có thể giải trừ bệnh khổ cho chúng ta có thể giúp chúng ta đạt được phước báo đáng đạt được phước báo đầu tiên là thọ mạng hai trăm tuổi là thọ mạng bình thường quý vị đáng đạt được đây là cơ khí có thể rất hữu ích nhưng trong cơ khí này có linh tánh điều này khoa học gia cũng phát hiện đó chính là linh tánh trong vật chất một hạt cát các nhà khoa học nói còn nhỏ hơn hạt cát nguyên tử hạt căn bản hạt di lượng lượng tử càng phân càng nhỏ quan à, niệm tổ học khoa học trong kinh này ông nói cũng là gần đây các nhà khoa học phát minh trung di tử cũng chính là lượng tử nhỏ đến mức độ nào nguyên tử chúng ta biết rất nhỏ mắt thịt không nhìn thấy được trong nguyên tử là một hạt nhân nguyên tử bao quanh hạt nhân nguyên tử là điện tử điện tử rất nhỏ ông nói so sánh trung di tử và nguyên tử là một phần trăm ức của nguyên tử hay nói cách khác Một trăm ức trung di tự Mới tổ hợp thành một điện tử Năng lượng của trung di tự vô cùng lớn Có thể xuyên qua Ở sau có một ghi chép đơn giản Ông nói có xuyên qua 10 ức cây số nên nhớ mười ức cây số không phải chỉ một địa cầu địa cầu chúng ta từ trung quốc bay đến mỹ là một dạng cây số trung quốc qua bên kia thái bình dương là một dạng cây số vậy Mười ức cây số là bao nhiêu địa cầu Trung di tử có thể xuyên qua nhẹ nhàng à, Vật nhỏ thương như thương. vậy Nó là vật chất Vật chất nhỏ nhất Không thể phân thêm nữa Trong vật chất này có tinh thần Chính là thọ tưởng hành thức Nó có những thứ này bởi thì hiện nay các nhà khoa học biết toàn thể vũ trụ là có cơ thể Không có vật chết toàn là sống Vật nhỏ như vậy là sống Vì nó là sống nên nó thấy được, nghe được, hiểu được ý người Chúng ta khiến nó thấy được sự tốt đẹp, nghe được điều tốt đẹp Chúng ta cho nó tin tức tốt, nhân lệ nghệ trí tính là tốt nhất Nó hồi bạo chính là biến ra ngày càng đẹp thế giới này sẽ rất tốt đẹp thế giới cực lạc không khác gì thế giới của chúng ta giống nhau nhưng vì sao thế giới đó lại tốt đẹp như thế còn thế giới của chúng ta lại biến thành như vậy cư dân ở thế giới đó tâm tốt ý niệm tốt hành vi tốt không có gì không tốt nên chiêu cảm sơn hà đại địa được con người xưng là thế giới cực lạc đạo lý chính là ở đây